Bài tập võ 1, 2, 3, 4 bắt chưởng. Rồi làm tí nhạc nền đi. Đang phát trực tiếp, đang quay video thì lại ăn một cái quảng cáo nghe rất là vui tai các bạn. Và trước mắt các bạn đang xem là một bộ âm thanh gọi là đi show mini các bạn nhá, một bộ âm thanh mini các bạn có thể dùng cho những cái không gian vừa nhỏ nhỏ hoặc những cái đám cưới bình thường ấy. Với cái cấu hình là một cặp xúc kép mặt cong của Audio Line các bạn nhá. Đây các bạn nhìn cái xúc kép này lượn cong như cánh chim này. Nhìn cái mặt đó đấy, nhìn cái mặt của nó mà xem, nhìn cong này. Con này dựng nằm thôi, nhìn trông đẹp hơn các bạn. Dựng nằm đẹp hơn là dựng đứng, nhưng mà oánh cấu hình này thì phải dựng đứng lên nhìn nó mới hay. Một cặp xúc kép này, hai cặp loa AJ 40 từ neo các bạn nhá, củ RCF. Và chọn bộ một bộ dàn máy luôn. Cái này là hôm nay em đang thiếu quản lý nguồn, nhưng mà quản lý nguồn nói thật là hôm nay nhà hết sạch hàng rồi thì sẽ bù vào đây sau. Bộ này thiếu một con quản lý nguồn nhá. Thì DVH báo giá cho các bác luôn là bộ này có giá tổng bộ tức là tất tần tật cả loa cả tủ máy này dây dợ, nói chung là tất tần tật trừ cái máy tính của em ra nhá, trừ cái máy tính em đang test nhạc ở kia ra nhá, là bộ này có giá là 73.500.000 đồng. 73.500.000 đồng các bác đã có thể mua được một con SH Moze. Thế thì cũng chỉ ngang một con xe máy thôi, nói chung là chỉ ngang một con xe máy thôi, nhưng mà xe máy thì để đi và loa thì lại để hát. Mục đích thì nó hơi khác nhau một tí. Nhưng mà với một cái mức đầu tư nói chung là cơ bản là khá là êm dịu, hơn 70 triệu đồng các bác đã có thể sở hữu được một bộ âm thanh mới tinh nhá. Toàn bộ là đồ mới tinh luôn. Vừa sáng nay bên em cho anh em nó ráp vào luôn. Loa cũng là loa mới tinh và toàn bộ là bảo hành 1 năm các bác nhá. Bảo hành 1 năm với mức đầu tư là 73 triệu 300 nghìn đồng các bác đã có thể sở hữu được một cái dàn máy rất là đẹp. Đẩy DK chính hãng này, vang CAF xịn luôn. Mic thì là mic UR12D tàu này, đây các bác nhìn vào xem. Hôm nay nhà em đông khách chưa? 2 là 4 là 6 7 bác. 7 bác ra đây để xem loa đài này. Hôm nay đây nhà em phải nói là đắt khách thật sự luôn. Đấy, này rất nhiều bác ra xem này là rất là phấn khởi này, vui vẻ. Và hôm nay thời tiết Hà Nội rất là đẹp. Thường thì những cái ngày đẹp trời này là những cái ngày mà bán hàng rất là tốt các bác. Và cái tinh thần của mình thì nó cũng phấn chấn, nó cũng vui vẻ hơn. Nói chung là cứ nắng ráo đẹp đẽ lên, làm việc gì nó cũng cảm thấy thoải mái, nó vui vẻ. Đấy, tổng dàn nhá, tổng dàn 73.500.000 đồng. Để đi ra quay một chút về đằng sau cho các bác xem nhá. Súp này là em lắp của Audio Line, đít màu trắng ấy, rất là đẹp, các bác nhìn xem đẹp không? Nhìn này, cái này nó chỉ thiếu một cái tem gì đó thôi. Nói chung là tem thì em chả thích dán tem. Các bác thích dán tem gì thì em dán cho các bác tem đó. Chứ còn em không quan trọng lắm, tem chỉ là cái tên thôi. Nhưng mà chỉ con này chỉ thiếu một cái tem với cả một cái gì đó để đánh dấu là hàng chính hãng, thì con này phải nói nhìn đẹp luôn. Con này là thùng em đặt nhá các bác nhá. Con này là thùng đặt, các bác nhìn vào xem nước sơn rất là tốt. Đấy, đây là mặt trước mặt sau của dàn loa này. Con này là AJ là 1340. 1340 một kèn nhá. 340 củ RCF côn 76, kèn là kèn neo côn 75. Bây giờ em sẽ lại lên một đoạn nhạc nữa. Tiếp tục lên một đoạn nhạc nữa cho các bác xem nhá. Là tua lại từ đầu rồi. Tua lại từ đầu nhá, lên nhạc đây cho nó phấn khởi đây, tí nữa thì sẽ tem mic sau. Tí nữa tem mic sau nhá. Chúng ta cùng tâm.
sập sình vậy thôi, không thì video lại dài quá. Có lẽ bây giờ em sẽ chuyển sang cái phần test mic. Cái mic lắp pin chưa nhỉ? Thanh niên nào ra cầm hộ máy quay cái. Để thử mic cái cho các bác nghe nhá. Con đổi sóng con mic bên này đi, con bên này nó đang bị trùng sóng này các bác. Tại vì mic đây nhá, hai cục pin vẫn để ngoài còn chưa lắp luôn mà nó đã bị trùng sóng này, nó đã bắt sóng này. Thì bây giờ chúng ta phải đổi tần số đi. Các bác đi làm gặp một số cái không gian, mà nó bị nhiễu sóng, nó bị ảnh hưởng bởi cái sóng wifi, nói chung là các loại sóng bên ngoài ấy, thì các bác phải lưu ý là tắt hẳn nhạc đi anh ạ. Từ từ tắt hẳn nhạc đi. Thì các bác phải lưu ý là các bác phải đổi tần số nhá. Nếu mà không đổi tần số thì khi đang hát thì nó sẽ lọt vào các cái tiếng tạp âm với cả mic nó sẽ bị lèo xèo ấy. Thì các bác IR phải giữ vào đây. Được chưa? Lô, rồi, ok rồi. Đấy nó nháy nháy đây, ok. Alo. Rồi, cầm mic này. Cầm lô, cái nào? Nào, mic nào, lên đây. Lô đề đi. Alo, đề. 1, 2. Hơi nhiều effect tại vì chưa có nhạc. Nào, cho em mượn mic à. Alo, 1, 2. Mic hơi to để giảm bớt cái gain volume ở trên mic đi. Thì, đây này. Để giảm cái volume của cái mic này, các bác phải ấn vào nút set nhá. Cho nó nhấp nháy này. Đây là các bác nhìn là volume 47 này. Nó nhấp nháy đi đấy, các bác ấn nút giảm đi. Cho 40 cho con này chỉ cho giảm, thế em nghĩ chỉ cho giảm tầm 30 thôi. Giảm xong lại ấn vào nút set nhé, để cho nó dừng, nó đứng hình lại tại 30. Alo. Alo. Anh như là cầm quay hộ cái. Cầm hộ cái máy quay cái. Đừng quay đừng rung nhá. Đấy thì khi mà chúng ta giảm bớt cái volume trên đầu thu thì mình phải tăng cái volume ở trên vang đi, thì nó sẽ đỡ được cái trường hợp bị vỡ tiếng các bác nhá. Tức là nếu mà ở volume ở trên đầu thu mà quá to, xong rồi chúng ta lại để volume ở trên mic quá nhỏ, nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là vỡ tiếng. Nó sẽ bị vỡ luôn ở cái vỉ mà nó tiếp nhận cái tín hiệu mic nhỉ. Cái gain mic nó lớn quá. Thì cái đó các bác cũng phải lên chú ý nhá, đừng vặn cái gì quá lớn. Nói chung là luôn luôn ở trạng thái cân bằng. Nhưng đấy là về phần mic thôi, còn đâu riêng về đẩy nhá. Các bác nhìn mà xem. Xem DVH bao lâu nay Oánh không bao giờ là để lưng tầm như này. Riêng DVH Oánh là cứ phải đẩy là phải hết ga hết số coi nhá. Đẩy các bác đừng có vặn nhỏ, đẩy là cứ phải vặn kịch đi, Oánh nó mới căng, nghe nó mới sướng. Ok, bây giờ test mic chém gió nhiều quá. Alo, 1, 2, 3, 1, 2. Cái này thì em sẽ cài một chút về cái tần số của mic nhá. Cái này sẽ cài cho nó cắt cái điểm cắt dưới nó cao lên, cắt tầm độ 90 xem được. Alo, 1, 2. 2, tầm 90 khá được. Mic auto mute không cần. Mic A này. Các bác chờ em một tí nhá. Lô, 1, 2. Lô, 1, 2. Lô. Ở trong cái con vang này thì nó có cả cái auto mute luôn. Tức là dạng kiểu như là khi mà các bác, khi mà các cái con vang bình thường các bác mà để mixer này nói chuyện nó sẽ vẫn bắt vào.
Nhưng ở cái con vang này rất là hay, nó có cái là kiểu như cái ghét nòi ấy, thì mình sẽ cắt được cái ngưỡng âm thanh mà nó quá thấp, tức là mình sẽ cắt được các cái tiếng sôi, các cái tiếng lèo xèo nhỏ nhỏ từ mic này để nó không bị phát ra hệ thống âm thanh của mình nhé. Đây là mình đang ngồi nói chuyện này, nó không hề bắt vào loa đâu, nhưng mà khi mình đưa mic trở gần lại mồm lại nói được alo đây, để ra xa lại không nói được nhé. Nhưng mà khi mà mình tắt cái chức năng đấy đi thì để ra xa vẫn nói được bình thường như các con vang bình thường ấy. Ok, nói chung là thế này là dùng là khá được rồi. Bây giờ thì sẽ thách qua một tí, cháu sẽ nhờ chú là cái chất âm từ cho alo chú, alo ngay chú cố. À đấy, vâng vâng, được rồi. Cái này thì để khán giả alo cho nó khách quan. Chứ còn DVH thì alo thì nhiều quá rồi các ơi. Mình ngày nào ăn với cả alo suốt ngày thành ra quen mồm. Rồi, trong lúc buổi trưa alo kịp thì lại làm tí nhạc để cho nó sập sình nhé. Alo có nhiều river của ông chưa? Nhẹ mic tăng ở đây. Alo chồng thế à ông chú ơi, giọng nói